thứ tư tuần 20 thường niên. Lời Chúa theo Thánh Mắc-thêu chương 20 câu 1 đến câu 16a. Nước trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Trong thế giới thời Đức Giê-xu, người ta mướn thợ buổi sáng và trả công cho thợ buổi chiều theo lề luật. Lương công nhật là một quan tiền. Tiền này tạm đủ để nuôi gia đình ở mức căn bản. Dù ngôn hôm nay có nhiều nét khác thường mà không có lời giải thích. Ông chủ vườn nho tự mình ra chờ mướn người thay vì viên quản lý. Những người thợ đứng suốt ngày ngoài chợ, họ không được ông chủ thấy và mướn từ đầu, dù ông ra chờ nhiều lần. Chỉ nhóm thợ đầu tiên mới được thuê với tiền công rõ ràng, còn ba nhóm sau chỉ được hứa sẽ trả hợp lẽ công bằng. Cuối cùng, ba nhóm giữa bị bỏ rơi để chỉ tập trung vào nhóm đầu và cuối. Dù ngôn này trở nên hết sức khác thường với việc ông chủ ra lệnh trả công cho người làm cuối trước, những người thợ giờ thứ 11
cạn ngày làm có một tiếng, được trả một quan tiền. Điều này hẳn tạo ra niềm hy vọng cho những ai đã làm từ sáng sớm, đã làm việc nặng nhọc cả ngày lại bị nắng nôi thiêu đốt. Nhưng rốt cuộc, những người thợ đầu tiên cũng chỉ được một quan tiền. Chúng ta cần phải đứng trong hoàn cảnh của họ để xem họ sẽ sửng sốt, thất vọng, buồn bực, tức giận và cằn nhằn ra sao. Có lẽ chúng ta cũng phản ứng tương tự khi gặp chuyện như vậy. Phản ứng này cũng là phản ứng giận dữ của người anh cả, khi biết cha mình đã tiếp đón linh đình sự trở về của đứa con hư hỏng. Đối với những người thợ, đây rõ ràng là một sự bất công. Bất công nằm ở chỗ làm nhiều, làm ít, nhận lương như nhau. Nhưng ông chủ không cho đây là một sự bất công, vì ông đã trả cho nhóm thợ làm sớm nhất đúng như đã thỏa thuận. Người thợ thứ 11 đã làm được gì cho vườn nho của ông chủ? Chắc chẳng được bao nhiêu, nhưng anh ấy đã đứng chờ suốt ngày. Thế giới này lúc nào cũng có những người thợ giờ thứ 11. Những người không được ai mướn, những người cứ đứng chờ đợi vậy thôi suốt ngày suốt đời. Những người được nhận trễ, chẳng biết mình sẽ được trả lương ra sao. Chỉ biết phó thác cho lòng tốt của ông chủ. Những người này khác với những người làm từ sáng, biết chắc mình sẽ được trả công một quan tiền. Không nói đến việc người làm cuối reo lên vì được trả công hầu hỷ, nhưng chắc chắn đã có những tiếng reo. Thiên đàng đầy ắp những tiếng reo như thế. Kinh ngạc, ngỡ ngàng, thán phục, tri ân. Chẳng ai vào thiên đàng mà lại không reo lên. Chỉ thấy những gì gọi là công đức của mình chỉ là chuyện nhỏ, quá nhỏ để có thể mua được một vé vào thiên đàng. Người ta cũng sẽ reo lên vì thấy sự có mặt của những người mà ta tưởng chẳng bao giờ có thể lên thiên đàng được. Thiên Chúa không chỉ thấy thời gian làm việc trong vườn nho, người còn thấy cả thời gian chờ. Nhiều khi chờ còn mệt hơn là làm việc. Đừng cằn nhằn, hãy vui với niềm vui của Thiên Chúa. Đấng hạnh phúc khi thấy người ta ngỡ ngàng vì những ơn bất ngờ, vì lòng tốt của Ngài không sao hiểu được. Hãy vui với những người được Chúa yêu, bất chấp quá khứ của họ. Chúng ta không có quyền buồn như người con cả khi cha đang vui. Hãy đổi cái nhìn của mình về Thiên Chúa. Như thế, chúng ta sẽ thay đổi cách cư xử với anh em.
Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người. Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọc, mà con người lại yếu đuối mong manh. Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa. Lạy Chúa Giêsu, nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong vườn dầu, Chúa đã buồn muốn chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá, Chúa đã thốt lên, sao Cha bỏ con. Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con, để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn. Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.